Điện tử Hanh Nguyễn xin được chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Điện tử Hanh Nguyễn mới về được một lô máy lưng tiếng Idol iView Việt Nam. Anh Nguyễn chờ mãi hơn một tuần mới về được 20 con. Mà công ty Idol mỗi lần xuất Hanh Nguyễn cứ giỏ giọt được 20 con một, rất là mệt. Hàng thì cái thị hiếu của các bác, cái nhu cầu của bác thì muốn dùng nhưng mà hàng thì về rất là chậm. Vậy em cũng thừa nhận rằng có Idol tiếng nó lên thật, nó quá hay, tiếng trống nó lại sâu và tiếng chép của nó thì nó quá sáng, nó sáng bừng lên như một viên ngọc viễn đông ấy nhá. Nên đây là những máy lưng tiếng Idol và em có thể nói đây là linh hồn của giọng hát karaoke mà anh vẫn ghép. Đấy, linh hồn luôn và trái tim luôn, trái tim khát vọng. Và trái tim này nó tức là cái tim là cái riêng máy Idol, em nghĩ nó như một cái trái tim chứa đựng các cảm xúc khi cho vào đấy để nó xử lý các cái dạng nhạc khác nhau. Thế em sẽ thử các bác nhé. Đây là một con máy Idol iView, đây là hàng mới nhất các bác nhé, hàng Việt Nam ấy, hàng ship Việt Nam mình đấy. Em công nhận Việt Nam mình sản xuất ra một con máy lưng tiếng này nó quá tuyệt vời. Mà Idol nó sẽ phù hợp với tất cả các loại đẩy cũng như âm ly. Các bác chỉ cần mua con Idol về thôi thì nó sẽ lưng được cái chất lượng âm thanh của bác lên tầm 60-70%. Bây giờ em sẽ cho chạy không quay đồ nhé. Đúng là con cũng đẩy Eclear này, mã hiệu là 2.8 màu sắt. Đoán như tôi loa mắc kim 10 nghe nó đã thật quá. Thì nó quá sâu như vậy này. Bật các bác nghe này. Em mời các bác cùng nghe nhé. Bây giờ em tắt Idol nhé. Em bật tắt Idol bác nghe này, kiểm định này. Em phải công nhận cái Idol iView Việt Nam này ghép với đá con đẩy của em. Em còn lia sò sắt để bánh tiếng nó trong vắt, sáng quắc, ngọt lịm, trong veo, đậm đà. Tiếng trống thì nó mềm, ấm, chắc, mạnh. Tiếng chắc, tiếng trung thì sáng, ngọt, róc rách, tan biến nhẹ rơi. Cái máy Idol này có thể ví như một trái tim nhá, trái tim. Hay gọi nó là nó đại diện cho một trái tim của một dàn hát. Tất cả các sợi âm thanh đổ vào đây do cái máy Idol này biểu hiện cảm xúc của mình. Nó như cái tâm trạng Idol, em nghĩ như là một cái tâm trạng của con người. Bác đổ nhạc vàng và nó biểu hiện cho bác đúng kiểu dòng nhạc vàng. Bác đổ nhạc Zimix vào thì nó thể hiện đúng dòng Zimix. Tức là em nghĩ cái máy Idol nó giống, nó là một cái dạng rất thông minh.
bác đổ dòng nhạc gì nó sẽ làm cho đúng kiểu dòng ở đấy, nó làm hay lên, để gọi là viên ngọc viễn đông, rồi anh em gọi là viên ngọc viễn đông, Idol V 100 gọi là viên ngọc viễn đông, và đây và máy lén Compact này em gọi là đao phủ, em gọi là đao phủ, đấy. Em đặt tên hết này, đây là một chiếc lược đình đám, làng tin nữ áo đen, trái tim hồng, đây hồng đây, đây là đao phủ, đây là lỗ, à đây là xả bác nhá, đây em nhập được 20 con này đổ hồi view về bác nhá, và giá đổ hồi view là tăng là 2,4 triệu bác nhá, là 2,4 triệu, và hai đổ hồi view vẫn tiếp tục tăng giá nhưng em sẽ tin lại em không tăng nữa, đấy, có mấy ông Việt Nam thì ông bán được hàng là ông hai lỗ cổ lắm, và em chỉ dừng lại 2,4 triệu thôi. Còn nếu quá ngưỡng thì em sẽ không bán này đâu, review em chuyển sang Idol tàu. Đây là toàn bộ Idol review quý, rất quý, nhưng mà ngược lại là cứ thấy giá lên vụt này em không thích. Này không nhá. Rất yêu quý hàng Việt Nam, mình rất ủng hộ Việt Nam, nhưng mà làm gì làm cũng phải giữ một cái mức ổn định. Khi người ta đã biết đến Idol review Việt Nam rồi, người ta tôn trọng sản phẩm Việt Nam mình rồi, thì nghe đối view Việt Nam mình cũng không vì lý do đó mà thấy bán được hàng lên giá. Đấy, anh Nguyễn cũng góp ý với công ty Idol review như vậy, cứ thế mỗi lần giá thì người ta mua nhiều là thực ra Idol review là anh Nguyễn cũng góp một phần rất lớn trong việc bán hình ảnh Idol review. Thực sự Bắc phía Bắc Việt Nam còn đi nói Idol review vừa, nhưng người ta không biết, nó phải rơi đến 6-7% mà không biết Idol review. Khi anh Nguyễn làm kênh và anh Nguyễn áp dụng thế là hay, thì anh Nguyễn đã quảng bá hình ảnh Idol review, nhưng không vì thế mà Idol review Việt Nam tùy vào cái cớ đấy mà lâng giá nhá. Bởi vì là làm sao mình phải tính cái định mức sản xuất mình sản xuất ra sao có lời và đảm bảo được cái những cái người mà đam mê âm thanh rồi thì cũng lên là sau tìm cái giá lại, bởi thực ra cái giá thì bây giờ nó không có gì biến đổi. Đấy, bây giờ Idol review Việt Nam cũng hết sức lưu ý cái vấn đề là về giá cả, lại đòi tăng nữa chứ sao tăng, nhưng mà em sẽ không tăng đó nhá. Cả em tăng vượt ngưỡng là em sẽ không bán Idol review Việt Nam nữa, bởi vì là em không muốn cứ phải là giải thích lý do là em sẽ chuyển sang Idol khác, em tìm một loại tương ứng. Nhưng mà em thấy là Idol review Việt Nam mình chạy rất là tốt, nhưng mà cũng phải xem lại cái giá cả để cho nó phù hợp, bởi vì là cái người bán hàng rất là khó, mỗi lần lên giá này như này là rất là mệt. Cho nên là em góp ý với công ty Idol Việt Nam, cái sản phẩm mình tốt rồi, hay rồi, thì mình có thể tính toán làm sao có thể hạ được giá thành xuống nữa bằng cách đẩy mạnh công nghệ. Đó, cho nên là không phải vì thế mà cứ lúc nào cũng đòi nâng giá là rất là mệt. Đây là Idol Việt Nam thôi nhé. Em xin chào các bác ạ, và cảm ơn các bác đã ủng hộ mua hàng anh Nguyễn. Comment kênh anh Nguyễn.